thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một số bạn thí sinh trước khi các bạn ấy bước lên sân khấu nhé. Xin chào bạn. Bạn có thể giới thiệu cho tất cả các khán giả biết bạn tên gì không? Tên mình là Thanh Tuyền, mình đến từ Hà Nội. Bạn đến từ Hà Nội và ngày hôm nay bạn sẽ thể hiện ca khúc nào? Mình sẽ thể hiện ca khúc Mưa Rơi của nhạc sĩ Trần Hoàn. Ngày hôm nay bạn Huy sẽ thể hiện ca khúc nào ha? Em thể hiện một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hà An, bài hát Con Cò ạ. Bài hát Con Cò là một bài hát cũng khá là khó thể hiện. Thế bạn đã chuẩn bị kỹ cho ca khúc này chưa bạn? Thật ra bài hát này là một bài hát em đã hát từ rất là lâu rồi. Cho nên là em cũng khá tự tin với phần thi ngày hôm nay ạ. Phương Diệp ngày hôm nay đến với vòng bán kết 2 thì bạn sẽ thể hiện ca khúc nào? Đến với bàn vòng bán kết 2 ngày hôm nay thì Phương Diệp sẽ thi ca khúc Ngựa Ô Thương Nhớ, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến. Bây giờ bạn có cảm thấy hồi hộp không? Hồi hộp thì không có đâu, chỉ sợ là khán giả không thích phần thi của mình thôi. Tại sao bạn lại bi quan như thế? Hà Trâm nghĩ rằng khi mà các bạn thí sinh bước lên sân khấu thì khán giả sẽ luôn luôn ủng hộ nhiệt tình. Bạn chuẩn bị cho mình bao nhiêu phần trăm tự tin trong vòng thi này rồi? Đây là một ca khúc mà Tuấn Hòa sẽ cố gắng hát hết sức của mình để truyền tải đến toàn thể quý vị và hy vọng là ghi điểm của ban giám khảo. Bây giờ bạn có cảm thấy hồi hộp không? Có đôi chút. Hạ Trâm nghĩ là đôi chút hồi hộp thì khi lên sân khấu, khi mà có nhiều khán giả cổ vũ cho mình thì bạn sẽ bớt hồi hộp và thể hiện thật tốt phần thi của mình nhé. Chào quý vị khán giả, hôm nay Huỳnh Lợi cùng toàn thể các anh chị em là ca sĩ đã từng xuất thân từ cuộc thi Thái truyền hình năm trước, tề tụ vừa đây để là chúc cho các bạn đã vào bán kết 2 cuộc thi Thái truyền hình. Và nhân đây thì tất cả các bạn ở đây cũng sẽ gửi đến quý vị một ca khúc đã gắn liền với thương hiệu Thái truyền hình, đó là ca khúc Như Khúc Tình Ca. Và đặc biệt là năm nay nhạc sĩ Ngọc Thiện đã viết lời mới cho ca khúc này. Và bây giờ chúng tôi xin chúc cuộc thi Thái truyền hình mang bản sắc Việt thành công và tỏa sáng. Vẫn thấy em như ngày nào, dù tháng năm dài dù dốc đổ mịt mờ. Đôi mắt sáng long lanh nụ cười, và nước mơ hồng về những dấu trên môi. Gió ơi, gió mang theo những yêu thương nồng cháy trong tôi. Đến em và những hương hoa, bên trong tôi nghe một thoáng hoang dã. Vòng bán kết 2 của cuộc thi Tiếng Hát Truyền Hình năm 2012. Cuộc thi dành cho các bạn trẻ yêu thích ca hát từ 16 đến 28 tuổi. Cuộc thi do Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Mayqui thực hiện cùng với sự đồng hành của nhãn hàng Jet. Xin trân trọng kính chào. Kính thưa quý vị, cuộc thi Tiếng Hát Truyền Hình do Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã bước qua tuổi 22 và cũng đã tìm kiếm ra rất nhiều giọng hát Việt xuất sắc qua nhiều thế hệ. Và năm nay, cuộc thi đã quay trở lại với tên gọi gốc ban đầu của nó, đó là Tiếng Hát Truyền Hình năm 2012, với chất lượng thí sinh được đánh giá rất cao. Đã có rất là nhiều giọng ca được phát hiện qua các vòng thi sơ tuyển 1, sơ tuyển 2, vòng bán kết 1 tại Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay, 32 gương mặt thí sinh xuất sắc ở tất cả các vùng miền sẽ cùng tranh tài với nhau. Ban giám khảo sẽ lựa chọn ra 8 bạn thí sinh xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng chung kết của cuộc thi năm nay. Và bây giờ, Hạ Trâm xin được trân trọng giới thiệu thành phần ban giám khảo của vòng bán kết 2. Xin được trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Phan Hồng Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Hội âm nhạc, Trưởng ban ca nhạc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên, Ủy viên Ban chấp hành Hội nhạc sĩ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh. Xin
được trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Ánh Tuyết, Phó trưởng khoa thanh nhạc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với các phần dự thi của các bạn thí sinh. Sáng sớm đi bắc cua đồng đi thả diều, huyết sao nô đùa bên đám bạn nơi lũy tre chơi trốn tìm. Khói bếp cây mắt mẹ già bên bếp lò, cơm nấu xong rồi mấy đứa về ăn bữa cơm. Bếp tôi bao la bám ngang dòng sông uốn cong xuống bếp tôi lượn. Mây mông lúa mới, có bay lạ lời câu hát ai à. Chiều chiều nhớ về trường xa, một thời con nít còn chăn trâu. Mặc dù tôi có ở nơi xứ người, tôi luôn khao khát tìm bóng quê nhà. Sáng sớm đi bắt cua đồng đi thả diều, đi sao nô đùa bên đám bạn nơi che chở cho tình. Chơi trường tìm khói bếp cây mắt mẹ già bên bếp lò, cơm nấu xong rồi mấy đứa về ăn bữa cơm. Sáng sớm đi bắt cua đồng đi thả diều, đi sao nô đùa bên đám bạn nên che chở trường tìm. Rằng mãi em yêu anh suốt đời, và anh tin lời em chân thành, còn sống chỉ cười. Biết em yêu anh nhiều, dù gió nói với anh rất nhiều, rằng em rất hồn nhiên đa tình, nào anh có tin. Vì mình muốn đến thế, ngàn bờ bên sau bao cánh buồm, vui buồn nhung nhớ khát vọng. Ngày mai người xa chốn nào, anh về hoang vắng, lạnh lùng cô đơn. Giấc mơ anh làm sâu dịu êm, tình em chẳng chưa vơi, say mê đắm chìm. Rằng em ra đi mãi mãi, tình yêu anh đang dâng trong tâm hồn của em, nào như con sóng vô phiêu du hững hờ. Người dấu yêu ơi ở phương trời nào, đừng quên anh em nhé người. Chẳng chưa vơi say mê đắm chìm, đừng nói với anh những gì để anh hiểu rằng em ra đi mãi mãi. Tình yêu anh đến sâu trong tâm hồn của em, nào như con sóng vô phiêu du hững hờ. Người dấu yêu ơi ở phương trời nào, đừng quên anh em nhé người yêu.
những điều quan trọng hơn cả sự lừa dối. Cũng đành
xin làm người hát rằng chỉ mong đời không chê trách, chỉ mong chuyến xe muộn màng không dừng sớm khi đang dòng trời cũng đành. Xin làm người đến sau để cho niềm đau phía trước tình như chiếc môi dịu ngọt treo hờ hững trên cây hoàng đường. Thôi đành xin về lại quê xưa, thôi đành đi về dòng sông đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chuyện ngày qua có một chàng trai đến với người yêu giữa núi rừng. Và một đêm trời không trăng sao, nàng đã ra đi xa thật xa rồi. Với cuộc chiến tranh chất độc đưa nàng khuất núi đồi, để chỉ còn tiếng sao tiêu thao thức đêm từng đêm về, và chỉ còn tiếng ca chàng trai hát hát trên đồi cao. Một đêm bao ngỡ ngàng, một đêm gọi em đến mang tình chào em. Thời gian sao vội vàng, còn đâu những tháng năm bên nhau. Chờ em bao đêm dài, gọi em chờ góc sáng cho ta gặp nhau. Để anh hát lời thương lời yêu, lòng chàng đem san đi tìm nữ thân mặt trời. Lời cùng con tim bao ngày đêm nào nức thao thức cuộc đời, để từ ngày trôi qua anh mãi hát. Hỡi em yêu sâu ơi, nhớ thương anh vẫn chờ trên đồi cao. Anh hát những ngày bên nhau. Chase the dumb man.
trôi qua gió mặt trời.
chưa về thăm Huế áo tim ngày xưa tim vẫn thơ tim cả mong truyền một dòng sông vẫn còn thương vẫn nhớ câu hò ai chưa ai một bóng con đò chiều phai rừng rừng bờ vẫn đợi chờ qua bao mùa xuân vắng người xưa lối vắng chiều mưa tông thê nghiêng chiếc nón ai biển đường chiều bơ vơ thương tình ai em vẫn mong chờ cùng đàn xưa gửi khung tơ sầu biết người xưa chữ nơi mơ.
xuân hạ nhớ mẹ là người đầu tiên, người đàn bà mãi mãi không bao giờ phản bội, ngay cả khi con ngủ dại một đời. Còn mãi với con lời ru ngày xưa ấy, còn mãi với con vòng tay mẹ âu yếm. Mẹ là người đầu tiên, người đàn bà mãi mãi không bao giờ phản bội, ngay cả khi con ngủ dại một đời. Bây giờ mọi cánh phiêu du con tìm về chốn cũ, bây giờ mẹ đã quá xa, chỉ còn gặp trong giấc mơ, để từng chiều lại nghe giữ nước
qua bao tháng trầm người sau kẽ chưa, vẫn mãi muôn đời giữ tiếng nói sáng trong, vẫn mãi muôn đời giữ tiếng nói Việt Nam. Theo dõi phần dự thi của 16 thí sinh đầu tiên của vòng bán kết 2 cuộc thi tiếng hát truyền hình 2012. Vẫn còn 16 bạn thí sinh nữa. Chúng ta hãy cùng đón xem và cùng dự đoán nhé. Cuộc thi tiếng hát truyền hình 2012 do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông MQ thực hiện. Xin cảm ơn nhãn hàng Jazz đã đồng hành cùng cuộc thi này. Xin chào và hẹn gặp lại.